Ây da, ây da, đây gọi guốc đây. À, ủa, cổ đâu rồi ta? Ê, qua đá vẫn còn. Nhưng mà cô gái đó đâu rồi? Cổ rớt từ trên kia xuống thì phải vòng vòng ở đây chứ. Không lẽ bị cọp tha mất rồi hả? Trời ơi, tội nghiệp quá. Ủa? Cứu tôi với! Có ai không? Ai đó? Cứu tôi với! Không lẽ cổ vô trỏng trời? Rắn đít chằn tình yêu quái ở trong hang nhiều lắm á, chứ không phải giỡn đâu à. Cứu tôi với! Có ai không? Có! Tôi ở dưới đây nè. Hả? Thiệt luôn hả? Trời ơi! Rồi... Cứu tôi! Cứu tôi với! Hả? Cô! Anh Khương! Hả? Tôi kiếm cô nãy giờ luôn á. Trời, tôi kiếm cô quá trời quá đất luôn. Tháo ra giùm tôi coi. Ủa, sao cô bị trói vậy? Thôi được rồi, tháo lẹ đi, không thôi nó về là chết đó. Ai? Yêu Tinh. Hả? Cô yêu Tinh thiệt hả? Lẹ đi, nó ăn thịt mình bây giờ. Hả? Yêu Tinh ăn thịt luôn hả? Ghê lắm. Lẹ đi. Nhưng mà như vậy rồi làm sao mình chạy thoát? Thì thôi lẹ đi rồi mình chạy nè. Chắc nhìn nó thấy gớm lắm hả? Anh mà nhìn thấy nó, anh quéo giò luôn đó. Quéo giò? Người vừa nói cái gì? Công chúa, tôi không nói gì hết trơn á. Loài người đúng là xảo trá. Ta đúng là ngu muội mới tin lời ngươi. Mới khen đẹp, tốt, quay lưng một cái là trở mặt nói ngược liền. Tôi đâu có nói ngược đâu. Đứa nào mới nói thấy mặt ta là quéo giò. Hỏi tên này đi, có quéo giò không? Nhìn cái giò là biết rồi. Ta chọn cho một cái bây giờ. Trở mặt hả? Dạ, hết rồi, hết rồi, hết rồi. Ghê quá. Công chúa ơi, tại vì con người á, người ta thấy yêu ma là người ta sợ à, chứ không phải thấy xấu là người ta sợ đâu. Công chúa là đẹp ở trong lòng. Hả? Đẹp bên trong á. Anh thấy phải không? Công chúa luôn đẹp mà. Hả? Đẹp lắm. Thấy không? Thấy không? Thấy không? Nhưng mà cha tôi dặn á là không được nói dối. Thấy xấu thì nói xấu, thấy đẹp thì nói đẹp. Cô nàng vậy á, không hả? Được gọi là đẹp. Người nghe chưa? Loài người thật tráo trở, lừa lọc. Ta sẽ giết hết hai đứa con mới được. Công chúa, bữa công chúa nói với tôi là công chúa chỉ giết đàn ông thôi mà. Hả?